Đây, can, đây bạn nhìn. Thôi, đây, Thảo anh mang chai nước lọc đi em uống. Đây. Mày cả em mình đang ăn. Đấy, mình lên đây mình có anh em xem. Thảo Chiến, Thành Phi, Thảo ăn thì đang lên. Đấy, mình sẽ vào lên đây quay. Đây, Chiến, Thành Phi, chào anh. Em chào chị ở nhá. Phương... Gì? Để anh Phi á. Tuyến này không, mày không biết mày đang làm gì đây à? Ai, đang kia đâu? Đang chuẩn bị lên đây rồi ạ. Thắng mà lên mẹ thế, mày ngồi đây. Em đến nhanh mà. Ơ, bao ông thua đến sớm thật. Thua rồi. Nhờ, bao ông thua đến sớm thế nhở? Chị Phương Anh ơi. Chị ngửi thấy mùi thua ở cạnh chị không? Có mà, lúc về chị đang ngửi thấy rồi. Anh kia là gì nhở? Cái gì nhở? Bốc ba ệt. Bốc ba ệt. Chị bóng. Ừ. Về nay đá chân đá lồn mắt hoái. Mắt phải kiểu đá anh ấy. Nói nhiều lâu lắm rồi. Em sẽ ngồi bên kia đi. Kiểu đá của anh Hoan ấy. À kiểu đá của anh Phi là phải dù kể cả choáng đến đâu đi nữa thì vẫn phải dê một pha đá xong mới truyền. Không phải đâu, tùy bản độ ấy. Cứ tạt anh mày mới làm một cánh rồi. Cứ tạt sang, cứ tạt vào trong, tạt vào trong vô là được. Cứ tạt vào trong. Hôm nay cái này mình nhường mới nấu nước đá vào, em uống nó bảo nếu mát thì nào uống nó, cái này phải mát càng ngon, cái này càng nhiều đá càng ngon. Ờ, càng nhiều đá càng ngon. Mấy bạn là lúc đấy vừa nấu rồi, thế không phải cho anh em không phải là bảo là cho ngọt ngào thứ đâu, không cần đâu. Chị cũng đi uống ngọt đấy, mà đây người ta không ngọt. Anh ơi, bọn em ở đây không mua tạp hóa đâu. Nhà anh quan tâm, anh mang lên đó. Đuổi hết, anh mang lên nữa thì nghe nó hơi ảo. Ảo giống Ngọc Phương Thảo. Uống cái thuê em thì không có bụng mà ăn. Nước can. Thôi, đây, Thảo anh mang chai nước lọc đi em uống. Ở đây, đây. Pepsi này. Tất cả mọi người bên này. Mày thảo anh mình không cần nước nó thôi. Pepsi. Đấy, giờ nó nhấc vào tay. Không, em nghĩ là kéo cái này gần lại đây để mình kiểu ngồi đây để cho nó ít người nhưng mà kiểu nó chắc rượu sơn này cái này rượu không có đá nhỉ, lâu hết người rồi vẫn còn mà mấy đàn kia đang đi lạc đường lạc xe cháu nhá, đào ra rồi đó. Đây, anh ấy không có đá nhỉ, hết người rồi đấy, là bảo ra lấy đó không điểm nhật, nó hỏng xe nó bảo nó sửa xe ở nhà để mai nó ấy. Đây đồ này anh thả vào cho. Hả? Bắt bò này. Có đánh game nó thông minh thêm một tí. Ô. Không phải là đánh của một em đi em không. Em gì thế anh thì anh thì coi nào. Không cần đánh với thằng trên teo chứ, kéo thằng em lên cao thủ, ghê thật đấy. Kẹt đi. Kéo quái ấy. Đánh nếu mà đánh tem ạ thì công nhận là em đánh ngu thật, em không bằng anh Phi thật. Nhưng cả cái tầng solo à, mong thắng em trận đầu chứ mà anh khoe đi nhóm ghê. Nhưng sau em thắng lại hai mắt. Không đi chụp gì nữa. Lật kèo à? Lật kèo. Em mẹ hơi nóng nhỉ, nóng không anh em ơi? Không nóng, không lạnh. Anh Tiên quyền là đều biết pha. Ờ. Thì mẹ đi rừng luôn, thọt thì mẹ đi từ cả SP. Rừng vàng. Nga với tuyến này. Cán anh cứ cầm nga. Ông như kiểu con đi nó múa sướng. Kiểu đánh na lúc mà đánh gần chết rồi ấy. Xong mình đứt mẹ mất đi. Đây đến đây rồi. Đấy rồi. Thôi thì mình dừng clip đây nhé. Các bạn chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Hello mẹ.